chào các bạn. Chúng ta đang theo dõi cái video hướng dẫn phần dạy grammar cho cái tham số số 4 và bài số 10. Trong cái bài này thì mình sẽ dạy cho viên thì cấu trúc là dùng được chữ wish. Rồi cái đó là dạy cho viên cái câu điều kiện là số 2. Real, the present or future. Đó là hai điều mà chúng ta sẽ dạy. Chúng ta nhớ rằng là chúng ta chỉ có 15 phút để dạy phần lý thuyết đó thôi nha. Rồi mình ta bắt đầu vào nha. Right by the back wall. Two yellow things. The sister wish. I wish. Right. After I wish, you the sister subject. And verb in the past. It's been verb in the. Tom. Hola. Speak English well. I wish I could speak English well. Can I? Hoặc quá khứ là could. Những cái khả năng quá khứ là could speak English well. Right now, he said, I wish. I have a result. To be the word of the subject. Right? I wish I had money. I wish I were handsome. I wish I could speak in a swell. Okay. Have a car. A motorcycle. A new house. 1 million dollars. Okay. That's it. Handsome. Taller. Fatter. Speak Chinese well, French well. You got three times up in this sentences. Taiwan. What is the name of Taiwan? Real, in present, or future. The tattoo, you sir. What's the name? Unreal. In present, future. Unreal. What is it? Unreal. Present or future. It has two laws. Laws and man laws. Right. Now, if laws begin with if and subject.
This one is come from real situation in the present. Nó xuất phát từ cái điều có thực trong hiện tại và để định luôn là cái điều có thực đó. For example, real situation in the present. Talking about wishes and imaginary situations using wish, would, plus verb. Nếu như bạn có thể đi
bất kỳ nào có làm được cái được. Subject could, có thể điều này thì could được nhé, thì khả năng là could, can được là could. Thì là sẽ đi đâu, ta sẽ đi đâu. Would and go. Này, nếu mà anh có thể đi bất kỳ nào trên thế giới thì tôi sẽ đi Cook và New Zealand. Rồi, để thích xong rồi thì cái đặt. Sau đó là cho viên là bài tập. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái phần hướng dẫn dạy grammar cho cái cuốn giáo trình tham số số 4 và bài số 10. Cảm ơn các bạn theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.